Hey, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái tủ điều khiển nhiệt có hàng thời gian mini. Cái này là nhỏ xíu xíu. Không, nhưng mà công dụng nó cũng khá tốt. Đây là bộ điều chỉnh thời gian 4 DH48S 2Z nha. Rồi đây là bộ điều khiển nhiệt độ là CH102. Rồi, cái này là đây, các bạn coi này, không? Tủ nhỏ nha, tủ 23 nha. Đây. Trong này thì nó có một cái chạy cho quạt, một cái con chạy cho SSR. Đây là cái đầu dò nhiệt nha. Bên đây là chạy quạt, bên đây là chạy nhiệt. Rồi, con SSR nha. Rồi cái này là mình chạy quạt. Rồi ok. Cái nào chạy này, nhấn nút nha. Thời gian hẹn mình là 2 phút. Đây. Ồ, nhiệt độ cao quá. Nhiệt độ nãy mình test thử nó cao. Cho nó lên tí nữa đi. Ok, 90 độ C nha. Rồi, mình đang chạy BD. BD, bắt đầu nó xuất này nha. Chạy được 32 giây. Đây, xuất này. Đó, điện trở. Cái sensor mình để sát cái điện trở luôn nha. Đó, sensor mình để sát cái điện trở luôn này. Rồi, tín hiệu nó nhận về. Đó, sẽ báo. Cái này chạy lần đầu chắc là quán tính nó khá cao. À, nó đã tắt rồi. Vì cái BED á, thì mình đang để cái chế độ là cái ngưỡng bi của nó có 10 độ à. Nên nó sẽ ra cái trường hợp quán tính khá lớn. Nếu bạn muốn mà không nó sai á, thì mình để BED thì mình để khoảng chừng 30 độ hoặc 20 độ thì nó sẽ cái mức độ chính xác nó sẽ cao hơn nha. Đây, bạn coi. À, điện trở nó đã đóng rồi nè, nhiệt thì nó vẫn còn ở khu vực này. Nên là nó báo giờ quán tính cao lắm nha. À, tới 100 độ cao quá. Cái công suất tối đa của cái tủ này là khoảng 6 kW nha. Bạn sử dụng cái này rất là dễ. Mình giới thiệu sơ là cái nguồn thì mình vào cái CB, đầu dò thì mình bắt vô đây và cái quạt thì mình bắt phía bên này và nhiệt thì mình bắt cái đó, 2 giây 2 giây hết nha. Rồi đủ thời gian hẹn á, thì nó sẽ tự động tắt. Ví dụ mình đang hẹn 2 phút đó, đủ 2 phút thì nó sẽ tắt nha. Còn cái chế độ này á, thì nó có rất là nhiều nha, phút rồi giờ rồi giây rồi luôn nha. Nó có giờ này nha, nên là rất tiện cho các bạn. Cái này mình sử dụng trong môi trường sấy là rất là khá là ok. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.